Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lớp của Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn đó là uh, giải mật mã cũng như là mở thẻ kết hợp của ngày hôm nay uh, của dự án Hunter Combat đó là ngày uh, 11 tháng 7 nha các bạn. Rồi đầu tiên chúng ta cùng nhau uh, giải mật mã của ngày hôm nay nha. Thì mật mã ngày hôm nay của chúng ta đó là cái chữ Well nha các bạn. Đầu tiên là các bạn bấm chữ W up nha. Rồi và cái chữ W up thì các bạn bấm uh, chấm đi uh, giữ hai lần nha. Chấm nè, đi giữ, thả, đi giữ, thả. Rồi và bây giờ chúng ta bấm chữ H nha các bạn. Rồi chữ H thì các bạn bấm 4 chấm liên tiếp nha. 1, 2, 3, 4 chấm nè. Rồi và tiếp theo chúng ta bấm chữ A nha các bạn, chữ A. Rồi chữ A thì các bạn bấm chấm một lần và đi giữ một lần nha. Chấm nè, đi giữ, thả nè. Rồi và bây giờ chúng ta bấm chữ L nha các bạn. Chữ L thì các bạn bấm chấm, đi giữ, chấm chấm nha. Chấm nè, đi giữ, thả, chấm chấm nè. Rồi và cuối cùng là chúng ta bấm chữ E nha các bạn. Rồi chữ E thì các bạn bấm một chấm thôi nha. một chấm là được nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã giải mật mã thành công ngày hôm nay nha. Và bây giờ mình sẽ mở thẻ kết hợp hàng ngày nha các bạn. Rồi và cái thẻ đầu tiên các bạn bấm vào cái mục web 3 nè. Cái mục này là cái mục mới nha các bạn. Cái thẻ đầu tiên là cái thẻ này nè. Đây các bạn có thể mở cái thẻ này cho mình nha. Rồi và bây giờ chúng ta mở cái thẻ thứ hai nha các bạn. Rồi và cái thẻ thứ hai các bạn bấm vào cái mục mà market nè, các bạn kéo xuống dưới các bạn mở cái thẻ nhân 30 nha. Đây, cái thẻ nhân 30 nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã mở hai cái thẻ thành công nha. Bây giờ mình mở cái thẻ cuối cùng nha các bạn. Rồi và cái thẻ cuối cùng á, các bạn bấm vào cái mục BSO nè, các bạn bấm vào cái mục thẻ mới nha, nó nằm ở cái mục thẻ mới nè. Rồi và các bạn mở cái thẻ đầu tiên này nha, cái thẻ này là cái thẻ mới nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã mở thành công 3 thị kết hợp Hunter Combat ngày hôm nay ngày 11 tháng 7 nha các bạn. Và hiện tại bạn nào chưa đăng ký khai thác thì mình sẽ để cái đường link bên dưới phần ghi mình luôn để cho các bạn đăng ký nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.